Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Cái clip này con xin giới thiệu hai lô sứ một cốt. Thanh lý một lô 150.000 5 cây nha cô chú anh chị mình, 150.000 5 cây. Cây này con ghép mặt hoa là Phương Lam 23 nha. Phương Lam 23 thì bông đổi màu là khỏi cần bàn rồi nha cô chú anh chị mình. Đó, cây này một cốt nằm chậu C9 nha, củ quái luôn. Rồi. Cây này là tên sĩ thư nha cô chú anh chị mình, sĩ thư đột biến nè. Cái bông nó lem lem ha. Rồi cây này thì bông này nha cô chú anh chị mình ha. Hoa màu trắng phớt hồng. Củ cũng hoa quái quái luôn nha. Rồi cây này thì tên bông này luôn, con không nhớ tên nha. Đó, 5 cây giá là này cần vụt 10 á. Cây này có thể chiết ghim được nha cô chú anh chị mình, dài với lắm già luôn rồi. Rồi 5 cây giá là 150.000 phí ship bên người mua trả. Cây này long thành nha cô chú anh chị mình, long thành thân vàng luôn nha, chứ không phải là long thành thường nha cô chú anh chị mình. Đó, tại con dọn giường con bán sạch luôn nha, cái nào con cũng bán luôn. Rồi, liên hệ với con qua số điện thoại là cái này là lô số 1 nha cô chú anh chị mình. Rồi con qua lô số 2 đi. Đây, mặt hoa rất là đẹp nha. Mấy toàn bộ mấy cái này là cây giống con mua hết á, nhưng mà giờ con không có làm nữa, con bán thanh lý nha. Này là toàn bộ là hàng nhìn cây giống gấp bông rất là đẹp ha. Rồi cây số 2 là ruby. Rồi cây số 3 là cây kim phát nha cô chú anh chị mình. Kim phát thì bông rất là đẹp luôn nha, ở ngoài màu đỏ, trong màu vàng ha. Kim phát. Rồi cây này có cây phương lam 23 nữa đây. Với cây én nha cô chú anh chị mình. Cây thứ 5 là cây én. Cái lô này cũng 5 cây giá là 150.000 nha cô chú anh chị mình. Rồi ai yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612668. Gồm có hai lô số 1 và số 2 nha cô chú anh chị mình ha. Con xin chào và hẹn gặp lại ạ.